Ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông vào sáng ngày 3 tháng 3 tại tỉnh Limpopo của Nam Phi. Theo Sở Giao thông Vận tải và An toàn Cộng đồng Limpopo, một xe buýt cỡ nhỏ đã đâm trực diện một xe tải và một xe buýt khác đi ngược chiều trên tuyến đường R579 ở khu vực Motetema thuộc tỉnh này. Đáng chú ý là một trong hai chiếc xe buýt đang chở học sinh đến trường, nhưng hiện chưa rõ trong số các nạn nhân có các em học sinh hay không. Trong khi đó, theo nguồn tin cập nhật tài xế của hai chiếc xe buýt nằm trong số những người thiệt mạng. Ngoài ra còn có bốn người bị thương nặng đã được đưa đến cấp cứu tại một cơ sở y tế gần hiện trường. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, nhưng cơ quan chức năng nghi ngờ có thể do tài xế lái ẩu.